cho mọi người, mọi người cũng vui. Mười năm nó cuôn nhà ông lên để nuôi ông. Mười năm cuôn nhà ông là nuôi ông à? Mà anh lại ở đây nuôi nuôi thầy, phụng dưỡng thầy. Cái gì vậy? Gì mà nuôi mầm hả? Phim gì mà xua suốt cả ngày cả đêm mà nó chán.
bác bà đi nhịn đuối không có cơm ăn rồi. Tôm liên lành thế nào? Mình thầm miệng đấy mà. Ngay cây của tao đấy. Mày ăn hết phần của mình rồi đấy. Vồm đi đi. Mình nhớ hoàn thành xong cái bình hoa này dành cho mọi người. Cảm ơn mọi người đã đón xem video này của mình. Bye bye.